chào quý khách hàng thân mến của BAH. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn Tinger 7x1 Pro. Nó được thiết kế rất là nhiều hiệu ứng, tạo ra không gian rất là ảo cho những căn phòng bay, phòng karaoke, hoặc gia đình mọi người có những thường tổ chức những cái tiệc party sôi động. Thì mọi người cũng nên mua mẫu đèn này để trang trí cho phòng khách của mình. Nó sẽ tạo ra hiệu ứng đẹp mắt hơn và nhìn sang trọng hơn. Đèn thì rất là ảo. Đèn này thì rất là phù hợp cho những dân bay hay là những cái khách hàng mà thường xuyên thích vui chơi giải trí, những cái tiệc party sôi động. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty phía bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa BOL1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.